Thưa quý vị, thuế, hải quan là những lĩnh vực của ngành tài chính có tác động lớn đến các doanh nghiệp. Vì vậy, việc cải cách, đơn giản, minh bạch hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này là vô cùng cấp thiết nhằm góp phần tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhất là trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng lớn bởi tác động của đại dịch COVID-19. Có thể khẳng định, ngành thuế hải quan đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong những năm gần đây khi chuyển từ phương thức quản lý thủ công bán điện tử sang phương thức quản lý hiện đại dựa trên việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và các trang thiết bị hiện đại. Trong đó, đối với lĩnh vực thuế, hiện đã có tới 99% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Đặc biệt đã có nhiều cơ chế chính sách được ngành thuế triển khai kịp thời để người nộp thuế vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là các nghị định 41/2020 và 52/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh. Trong cái lĩnh vực chuyên môn thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Đối với công tác thanh tra kiểm tra trực tiếp thì sẽ hạn chế tới mức tối đa cái việc thanh tra kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp. Thông qua đó thì cơ quan thuế sẽ thực hiện việc phân tích hồ sơ cơ sở dữ liệu tại trụ sở cơ quan thuế để phát hiện những trường hợp có rủi ro cao. Thông tin từ Chi cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, lần đầu sử dụng hệ thống hải quan tự động VNAV-VSIC vào năm 2014. Đến thời điểm này, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi đã hoàn toàn được thực hiện bằng phương thức thông quan tự động. Hệ thống này đã xử lý toàn bộ số tờ khai với thời gian tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trong thời gian chỉ vài giây. Với khoảng 170.000 đến 180.000 tờ khai trên một năm, hệ thống thông quan điện tử đã giúp tiết kiệm khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Với những nỗ lực của Cục Hải quan Đà Nẵng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, liên tục từ năm 2016 cho đến nay, Cục Hải quan Đà Nẵng cùng với Cục Thuế luôn là một trong ba đơn vị đứng đầu về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhóm các cơ quan trung ương trên địa bàn. Chúng tôi là duy trì thực hiện cái mục tiêu kép của Chính phủ là vừa chống dịch vừa tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cơ quan hải quan đã có cái phương án rất cụ thể về phòng chống dịch, đặc biệt là kể cả những tình huống xấu nhất xảy ra thì hoạt động của hải quan vẫn phải liên tục để duy trì cho cái dòng hàng hóa lưu thông, dòng hàng hóa xuất khẩu lưu thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, ngành thuế hải quan Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì triển khai tốt việc đơn giản, minh bạch hóa, điện tử hóa trong thực hiện các thủ tục hành chính thuế hải quan. Điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều về thời gian, chi phí nhân lực cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan thuế hải quan, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa hạn chế phát sinh những vấn đề tiêu cực so với phương thức quản lý thủ công bán điện tử như trước đây.